Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ngày 4 tháng 12 cho biết, ngay cả khi xung đột tại Ukraine thúc đẩy nhu cầu về vũ khí, doanh thu của các nhà cung cấp trang bị quốc phòng vẫn sụt giảm đáng kể trong năm 2022. Và cụ thể là doanh thu bán vũ khí và dịch vụ quân sự của 100 công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới đã đạt tổng cộng là 597 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, có nghĩa là giảm 3,5% so với năm 2021. Mặc dù căng thẳng địa chính trị tăng cao cùng với việc Nga và Ukraine xung đột. Việc doanh thu của các nhà sản xuất trang thiết bị quốc phòng sụt giảm chủ yếu là do năng lực sản xuất không theo kịp nhu cầu, khi mà các doanh nghiệp phải vật lộn với các vấn đề chuỗi cung ứng và cả tình trạng thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Và Mỹ là một trong những ông lớn trên thị trường sản xuất thiết bị vũ khí. Nước này sụt giảm doanh thu khoảng 8% so với năm trước, nhưng mà vẫn chưa chiếm quá nửa doanh thu từ vũ khí toàn cầu, trong khi Nga thì giảm 12%. Lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2022, giá Bitcoin đã vượt ngưỡng 40.000 đô la Mỹ trong giao dịch ngày 4 tháng 12, giữa lúc có nhiều kỳ vọng là Mỹ sẽ sớm cho phép đồng tiền điện tử có giá trị nhất thế giới này được mở rộng giao dịch. Và với mức tăng này thì từ đầu năm đến nay giá trị của Bitcoin đã tăng gần 150%, phản ánh sự hồi phục của đồng tiền này sau hàng loạt vụ bê bối và sự sụt đổ của nhiều sàn giao dịch gây hỗn loạn trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên thì mức giá hiện nay vẫn khá là xa mức kỷ lục 69.000 đô la Mỹ vào năm 2020. Các nhà giao dịch thì kỳ vọng là các nhà quản lý Mỹ sẽ cho phép thành lập quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin giao ngay để qua đó các nhà đầu tư có thể theo dõi giá Bitcoin cũng như là đầu tư vào đồng tiền này mà không cần phải mua vào. Vào năm 2022 thì tổng giá trị tất cả các loại tiền điện tử đang lưu hành trên toàn thế giới vào khoảng hơn 2.200 tỷ đô la Mỹ với Bitcoin thì chiếm khoảng 920 tỷ đô la Mỹ. Ngày 4 tháng 12, Ukraine cho biết nước này đã xuất khẩu được khoảng 7 triệu tấn hàng hóa thông qua biển đen, có nghĩa là gấp hơn 5 lần so với khối lượng thông báo cách đây hơn một tháng. Và trong số hàng hóa này thì có gần 5 triệu tấn là các mặt hàng nông sản. Tổng cộng 200 lượt tàu đã vận chuyển khoảng 7 triệu tấn hàng hóa nói trên. Bộ này cho biết là hiện thì có thêm khoảng 31 tàu đang neo đậu tại ba cảng của Ukraine và 30 tàu khác đang di chuyển theo cả hai phía thông qua hành lang trên biển đen. Và điều này cho thấy là chỉ trong vòng hơn một tháng, số hàng hóa được vận chuyển qua hành lang trên biển đen đã tăng mạnh. Trước đó, vào ngày 27 tháng 10, thì Ukraine thông báo đã xuất khẩu được 1,3 triệu tấn hàng hóa thông qua hành lang trên biển đen kể từ tháng 8. Và Ukraine thì đã thiết lập hành lang nhân đạo hướng đến eo biển ở Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi mà sáng kiến ngũ cốc biển đen hết hiệu lực hồi tháng 7 năm nay. Thưa quý vị, tòa án tối cao Mỹ ngày mùng 4 tháng 12 đang phải vật lộn để giải quyết vụ kiện phá sản của hãng dược Puder, nhà sản xuất thuốc giảm đau gây nghiện oxycotin bị tình nghi liên quan tới cái chết của hàng trăm nghìn người. Và cụ thể là một số thẩm phán của tòa án tối cao Mỹ cho rằng là gia đình Sackler, những người đứng đằng sau thành công của hãng dược này, nên được miễn quyền truy tố trong tương lai sau khi họ đã trả tới 6 tỷ đô la Mỹ nhằm bồi thường cho các gia đình bị hại trong hàng nghìn vụ án dân sự vì tác dụng phụ gây nghiện của thuốc giảm đau oxycotin. Trong khi những thẩm phán còn lại thì cho rằng là ngoài việc tuyên bố phá sản, họ vẫn phải chịu trách nhiệm cho việc quảng cáo quá lố tác dụng của thuốc và thuốc giảm đau này thì bị cáo buộc đã đẩy khoảng 500.000 người Mỹ vào cảnh lệ thuộc vào thuốc do tính chất gây nghiện sau đó tử vong vì những căn bệnh không được chữa trị kịp thời và thuốc này thì cũng đã được bán tại Việt Nam từ năm 2015 thưa quý vị lạm phát tại Ai Cập đang ở mức 35% khiến nhiều người dân quốc gia này phải vật lộ để tìm cách sinh hoạt khi mà chi phí tăng cao Họ cũng hy vọng một tương lai đất nước tươi sáng hơn khi mà kỳ bầu cử 12 tháng 12 đang tới gần. Những người dân Ai Cập khó khăn về tài chính đang xếp hàng dài để mua đường được trợ giá từ chính phủ. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy áp lực kinh tế tại đất nước Pharaoh đã tăng mạnh kể từ đầu năm ngoái, khiến người dân phải vật lộn với lạm phát tăng vọt và khủng hoảng ngoại tệ chưa được giải quyết thâu đáo. Tôi xếp hàng để mua 1 kg đường chợ giá khoảng 90 cent. Ở siêu thị thì cũng mua được nhưng giá gấp rưỡi trở lên. Giá cả giờ gì cũng đắt. Bản thân tôi cũng bán rau ở siêu thị. Khách giờ không mua theo cân nữa, họ xác định trả bao nhiêu thì tôi bán bấy nhiêu. Nhiều năm vay nợ nước ngoài quá mức đã khiến khoản nợ đến hạn của Ai Cập năm 2024 đứng ở mức cao nhất mọi thời đại, hơn 42 tỷ đô la Mỹ, là một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, đặc biệt là lương thực. Ai Cập cũng đang thiếu hụt dự trữ ngoại tệ để mua các loại hàng hóa thiết yếu từ nước ngoài. Ba tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế lớn là Moody's, S&P và Fitch mới đây đều hạ bậc nợ tín dụng của chính phủ Ai Cập, khiến giờ đây việc đi vay để trang trải của nước này càng khó khăn hơn. Đỉnh điểm sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đình chỉ giải ngân gói hỗ trợ 3 tỷ đô la Mỹ mới đây, chính phủ Ai Cập bắt buộc phải bù đắp cho các khoản thâm hụt bằng cách mở rộng vay nội địa vào thời điểm lãi suất đang tăng cả trong và ngoài nước, vô hình chung điều này càng khiến tình trạng thâm hụt thêm tồi tệ, kéo theo lạm phát tiếp tục tăng. Lạm phát hiện tại của Ai Cập đang ở mức 35%, sẽ dao động như vậy từ bây giờ cho đến cuối năm. Quý một năm sau, con số có thể ở mức 40% do mất giá và tác động dây chuyền từ các chỉ số yếu kém hiện nay. Bất chấp những khó khăn kinh tế, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi được dự đoán sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba của mình sau kỳ bầu cử ngày 12 tháng 12 tới đây, khi chính trường quốc gia đông dân nhất thế giới Ả Rập chưa có cái tên nào có thể thay thế. Để tránh bất ổn thời điểm bầu cử, nội các của ông al-Sisi đã nỗ lực giảm giá các loại thực phẩm thiết yếu từ 15 đến 25%, nhưng những nỗ lực thượng tầng này chưa thành công khi giá đường vẫn tăng gấp rưỡi từ tháng 10. Lượng hàng bán trợ giá thì không đủ cầu. Tôi muốn tổng thống giải quyết vấn đề giá cả, chi phí sinh hoạt quá cao dù bạn ở tầng lớp nào. Tôi sẽ bầu cho ông An Sisi, Còn ai khác được cơ chứ? Ông ấy hiểu người dân và sắp xếp bộ máy. Đúng là giá thành mọi thứ giờ đắt đỏ. Vì vậy tôi mong thời gian tới ông ấy có thể giúp người nghèo no bụng, người dân có kế sinh nhai, quyền cơ bản của mọi người được đáp ứng. Một khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, các nhà phân tích sẽ theo dõi chặt chẽ các biện pháp thắt lưng buộc bụng. bụng mà vị lãnh đạo tương lai của ai cập sẽ ban hành vì trong mắt các chuyên gia chỉ điều đó mới có thể đưa nền kinh tế ai cập ổn định trở lại